Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đoàn công tác của Bộ Y tế do Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang về kiểm tra công tác thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại tỉnh Kiên Giang. Tiếp giờ làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Kiên Giang. Đồng chí Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Kiên Giang. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Kiên Giang, tính đến 19 giờ ngày 6 tháng 9 năm 2021, tỉnh Kiên Giang có 2.716 trường hợp mắc COVID-19 tại 15 trên 15 huyện thành phố, đã khỏi bệnh 981 trường hợp, tử vong 18 người. Kiên Giang có 7 trên 15 huyện thành phố có nguy cơ rất cao như thành phố Rạch Giá, Hà Tiên, Kiên Lương, Hòn Đất, Vĩnh Thuận, Châu Thành và Giang Thành. 2 trên 15 huyện nguy cơ là Gò Quao, An Minh và 6 trên 15 huyện ở mức bình thường mới. Hiện nay toàn tỉnh có 5 phòng xét nghiệm khẳng định với công suất 6.780 mẫu đơn một ngày. Về xét nghiệm cộng đồng, tỉnh đã thực hiện đợt 1 đã phát hiện 233 trên 522.574 mẫu dương tính bằng phương pháp PCR và test nhanh. Tỷ lệ phát hiện F0 là 0,044%. Đợt 2 đã phát hiện 569 trên 524.502 mẫu dương tính bằng phương pháp PCR và test nhanh. Tỷ lệ phát hiện F0 là 0,11%. Đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc đợt 3. Tỉnh Kiên Giang đã phân công 14 đơn vị thu dung điều trị theo mô hình đa tầng của Bộ Y tế. Trong đó, Trung tâm Thu dung điều trị COVID-19 tỉnh, cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũ, quy mô 1.800 giường, trong đó có 300 giường bệnh nặng và nguy kịch, tầng 1 đến tầng 3, sẽ chính thức hoạt động từ ngày 12 tháng 9 năm 2021. Khu điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, quy mô 210 giường, được thu dung điều trị bệnh nhân ở tầng 1 và tầng 2. Khu điều trị COVID-19 tại 11 trên 15 trung tâm y tế huyện, thành phố với tổng số giường bệnh hiện là 410 giường, có thể mở rộng thêm 410 giường được thu dung điều trị bệnh nhân ở tầng 1. Trong trường hợp dịch bệnh lan rộng, các địa phương sẽ mở rộng năng lực thu dung điều trị, thiết lập các cơ sở bên ngoài trung tâm y tế với tổng số giường được giao theo kế hoạch là 1.760 giường. Năng lực thu dung tối đa của tỉnh là 4.590 giường. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh, sau thời gian thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, thời gian gần đây, tình hình dịch bệnh tại tỉnh Kiên Giang đang diễn biến phức tạp. Trong đó, một số địa phương có nguy cơ rất cao, đặc biệt tại huyện Kiên Lương và thành phố Rạch Giá. Tỉnh Kiên Giang phải tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp, thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội, đẩy nhanh tiến độ thực hiện xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, thực hiện tốt việc thu dung điều trị để ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Bộ Y tế tổ chức đoàn công tác đến làm việc tại tỉnh, mục đích là để hỗ trợ Kiên Giang thực hiện tốt hơn các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhanh chóng ngăn chặn các nguồn lây bệnh trên địa bàn. Những thông tin tiếp theo tại buổi làm việc của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trong những chương trình thời sự tiếp theo.